Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi các tin tức mới nhất trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, hôm nay, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, đơn vị được Bộ Công an chọn tổ chức đấu giá biển số xe ô tô, tổ chức đấu giá lại 11 biển số ô tô, phiên đấu giá thứ nhất. Theo đó, mỗi cuộc đấu giá sẽ diễn ra trong một tiếng, bắt đầu lúc 9 giờ với biển số xe đầu tiên là 19A55555, đến 10 giờ 15 biển số 30K55555, tiếp tục được đưa ra đấu giá. Và buổi chiều cuộc đấu giá sẽ được chia làm 3 khung giờ. Từ 13 giờ 30 sẽ có 3 biển số 15K 188888, 90 a 66666 và 36A 99999, 99. cùng đấu giá. Từ 14 giờ 45 là 3 biển số 43A 79999, 47A 59999 và 51K 88888. 88. Từ 16 giờ 3 biển số cuối cùng là 98A 66666. 66. 65A39999 và 30K56789 sẽ được đưa ra đấu giá. Đây là những biển số đã được đưa ra đấu giá trong ngày 22 tháng 8. Tuy nhiên, do gặp sự cố trang web nên người dân không thể truy cập được vào phòng đấu giá. Sau thảm kịch cháy chung cư mini tại Hà Nội, các địa phương trong cả nước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi công văn khẩn yêu cầu tổng rà soát các chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định pháp luật nếu để các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã hoạt động và xảy ra cháy nổ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch tổng kiểm tra các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini trên địa bàn thành phố thủ đức và các quận huyện phải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phường xã thị trấn hướng dẫn người dân về biện pháp kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ ở chung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng vừa ban hành công văn đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm đóng trên địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an, bệnh viện, các cơ quan tổ chức có liên quan, ra soát kiểm tra, nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình học sinh, sinh viên liên quan đến vụ cháy chung cư mini. Tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên là nạn nhân trong vụ cháy nếu có. Thưa quý vị, theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 8 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt 464,47 triệu đô la Mỹ, tăng 14,8% so tháng trước. Đáng chú ý, mới qua 8 tháng nhưng kim ngạch nhóm hàng rau quả đã đạt 3,55 tỷ đô la Mỹ, vượt cả năm ngoái đạt 3,36 tỷ đô la Mỹ. Trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, rau quả được xem là ngành hàng có sự tăng trưởng ấn tượng nhất. Về thị trường Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn nhất của nhóm hàng rau quả. Trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 266,25 triệu đô la Mỹ và tính chung 8 tháng đạt 2,26 tỷ đô la Mỹ, chiếm đến 63,66% kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước. Ngoài ra, các thị trường xuất khẩu lớn đáng chú ý khác của nhóm hàng rau quả là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trước tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát, một số người dân ngại đến cơ sở y tế thăm khám thay vào đó là tự điều trị tại nhà. Việc tự điều trị này dễ gây ra những hệ lụy sức khỏe ảnh hưởng đến thị lực về sau theo các bác sĩ chuyên khoa mắt với những bệnh nhân gặp triệu chứng viêm kết mạc người bệnh nên đến thăm khám tại những cơ sở y tế có chuyên khoa mắt đặc biệt lưu ý không tự mua thuốc điều trị khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ điều này dễ dẫn đến việc điều trị không hiệu quả và khiến tình trạng bệnh nặng hơn gây những tổn thương nặng nề cho mắt đợt dịch đau mắt đỏ viêm kết mạc lần này do adenovirus gây ra loại virus này lây lan theo đường hô hấp khi nói chuyện tiếp xúc sẽ lây qua dịch tiết Do vậy, cần chú trọng khâu vệ sinh phòng bệnh và đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời khi có triệu chứng, không nên tự ý điều trị tại nhà bằng các loại kháng sinh. Trên đây quý vị vừa đến với bản tin cập nhật của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt.